Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 419. Bài này làm trong khóa học vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán nâng cao về kim loại sắt, tác dụng về hỗn hợp gồm có H cộng NO3 trừ. Đặc điểm của loại toán sắt cộng H cộng NO3 trừ này là nó có thể xảy ra 3 phản ứng ở đây. Trong 3 phản ứng này, thầy chú ý có phản ứng số 2 và phản ứng số 3 này là không xảy ra theo thứ tự mà xảy ra đồng thời. Vì thế, sắt của thầy có thể lên sắt 3, có thể lên sắt 2 hoặc có thể lên cả 2. Điều khó nhất của bài toán này là làm sao các em chứng minh được xảy ra trường hợp nào đúng. Để giải quyết nhanh gọn bài toán này, các em cần nắm vững cho thầy bốn cái phương pháp mà thầy thống kê ở đây, áp dụng và thành thạo nó. Bạn nào chưa thành thạo, các em có thể theo dõi những video thầy ví dụ cụ thể ở đây để các em ra rút ra được cái kinh nghiệm để giải toán cho mình. Cụ thể bài toán mã số ID 419 này thầy có như sau. Đầu tiên là thầy có sơ đồ phản ứng. Trong sơ đồ này, thầy giải thích một vài vấn đề sau đây. Thứ nhất là 0,92 a gam hỗn hợp kim loại, chắc chắn là kim loại đồng, bảo tàng nguyên tố đồng thì tìm ra được là 0,1 mol. Chắc chắn phải có sắt dư. Sắt dư của thầy thì mới có hỗn hợp kim loại được. Nếu sắt dư rồi thì kết quả dung dịch của thầy, x của thầy chỉ có sắt 2 không thôi. Đó, đây là cách chứng minh rất là hay. Sắt dư thì H cộng cũng phải hết. Như vậy thầy dùng công thức giải nhanh với H cộng. Thầy chia 4 ra NO là 0,02. Áp dụng bảo tàng nguyên tố liter, thầy có NO3 trừ của thầy sẽ bằng 0,26 mol. Em lấy 0,08 cộng với 0,1 nhân 2 trừ đi 0,02 bằng 0,26 mol. Sắt 2 của thầy tìm bằng phương pháp bảo toàn điện tích là 0,13 mol. Như vậy thầy tìm được sắt phản ứng là 0,13 mol. Sắt dư của thầy sẽ bằng sắt ban đầu là A gam trừ đi sắt phản ứng là 0,13 nhân 56. Để tìm được A, thầy sử dụng phương trình một ẩn số với ẩn A. Thầy có như sau. Khối lượng hỗn hợp là 0,92A sẽ bằng khối lượng của đồng cộng khối lượng của sắt. Giải phương trình với ẩn A, các em tìm ra A bằng 11 gam. Như vậy đáp án thầy chọn là D.